Có chuyện gì vậy các bạn? Tôi là Ellie. Thật tốt khi được trở lại trong các tập hôm nay. Tôi sẽ chỉ cho các bạn vượt qua lĩnh vực chơi game mệt mỏi là gì, mà bạn có thể tham gia đến sớm với một số trò chơi và có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thời gian đi xuống thị trường ngay bây giờ. Vì vậy không làm gì nữa, chúng ta hãy tham gia ngay. Tôi trước hết dành cho những ai chưa quen với game lùn bắt. Hãy để tôi giải thích nhanh. Tiền điện tử được gọi là vườn ươm tiền điện tử. Về cơ bản chúng là nền tảng cho phép dựa trên block, dự án huy động vốn. Trong khi cho phép truy cập vào mã thông báo trạng thái sớm cho nhóm các nhà đầu tư và nhận Milon và Si chúng tôi nhiều hỗ trợ và gây quỹ cho các dự án trò chơi tiền điện tử. Sự kiện gây quỹ cụ thể này anh ấy còn gọi là O cung cấp trò chơi ban đầu chia sẻ giống nhau. Nhưng chỉ để chơi trò chơi vượt qua giải này, thường có một thực sự lớn, cộng đồng với các thành viên tích cực để họ có thể dễ dàng có những trò chơi năng lượng mới để đạt được một số tiền khổng lồ. Trong những phát triển ban đầu của trạng thái, dự án trò chơi cũng có thể khởi chạy các tế bào năng lượng trên nền tảng cho người ủng hộ sớm để có được mặt hàng hoặc ký tự giá rẻ. Cảm ơn những nhà đầu tư nhỏ như chúng tôi đã vượt qua, có thể tham gia sớm vào các dự án trò chơi tiềm năng và có thể kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Vì vậy các bạn có thể thấy rằng trò chơi dài cũng quan trọng hơn, và tôi sẽ cho bạn thấy 5 đường dài chơi game hay nhất của tôi mà các bạn có thể kiểm tra và có cơ hội tìm hiểu và đầu tư vào một số tiềm năng dự án chơi game sớm. Số 1. Một trong những đường truyền dài nổi tiếng nhất để chơi game CD5. Đây là một trong những yêu thích của tôi khi nói đến đầu tư hoặc trò chơi thực thể bất động sản. Có một trò chơi ở mức chất lượng cao, bạn có thể tìm thấy vô số trò chơi giống như bạn có thể thấy ngay bây giờ trên trang web. Quỹ CDFA là một sự đổi mới blockchain sức khỏe với sự nghi ngờ về trọng lực của quỹ, nhà nước, mấy ất chứng và Lâm Ba Phi tập trung để trao quyền đổi mới tiêu cực của hệ sinh thái blockchain thông qua quản trị đối thủ cộng đồng, sự tham gia phản hồi và cơ chế gây quỹ. CDFA cung cấp lốp xe ban đêm chúng tôi ăn điều hành xe, một hồ bơi và yêu cầu người tham gia khóa quỹ. Mã thông báo tiện ích nền tảng. Tại sao lốp 1 là bề sổ số từ lốp 2 đến lốp 9? Tôi đảm bảo hồ bơi. Bạn càng đầu tư nhiều tiền vào một dự án, lốc xe bạn tham gia càng tốt. Một số dự án hoàn thành trên CDFA là Sabachi, kể từ chuỗi City Hero CBC Misfit, không kích chiến tranh lên đi cả sức mạnh tình yêu. Một số trò chơi năng lượng thực sự tiềm năng trên Banan, diễu hành và như một nhà thương đang làm. Điều tuyệt vời cho sự phát triển của trò chơi, vì điện vậy điện CDFA là ích tuyệt vời, hoặc thời gian dài để tham gia và trở thành một phần. Qua, cái tiếp theo là trò chơi. Thẻ cho vay chơi game có lợi tức đầu tư cao nhất. Như bạn có thể thấy trong xếp hạng tiền điện tử, họ có mức cao nhất vào mùa thu với 6.000%. Như để cho đứng đầu 4 trong số các khoản đầu tư hoàn vốn. Hiện tại, trò chơi không chỉ là một thẻ cho mượn, mà còn là hy vọng chơi game AI trong một khám phá cho trò chơi mang vào Metaverse. Không chỉ cung cấp dịch vụ gây quỹ cho tổ chức, nhà phát triển trò chơi, họ cũng cung cấp một thị trường đa chuỗi, nơi bạn có thể mua và nói vật phẩm thực thể từ các trò chơi khác nhau, và cũng ghi được một lượt chia sẻ để mọi người chơi và kiếm thu nhập thụ động. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ nói về các phần Lumber. Như bạn có thể thấy các phi Lumber được hỗ trợ bởi một số vốn đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như nhà sản xuất dao, động vật cấp não X-Lab. Và hầu hết các luật dự án trên nền tảng này là vận chín, cắn tay họ nhắm đến lâu dài với vitamin. Và nó sẽ có lợi cho trò chơi, cho người dùng, một số trò chơi khá nổi tiếng mà họ đã hợp tác. Mà bạn có thể thấy ở đây giống như mật ong oxy, lốc CDUC, soli C đa phân. Vâng, rất nhiều trò chơi hay, vì vậy bạn có thể tin tưởng vào trò chơi để vượt khi qua tham gia vào e-guild của họ. Để vào được vòng này, CDFC cũng vậy. Bạn phải mua mã thông báo Gafi và đặt cực chúng vào hồ bơi của họ, dựa trên lốc xe của họ từ ngôi sao đến huyền thoại. Nhưng nó hơi khác một chút, rằng bạn sẽ nhận được vé số và có thể bạn có cơ hội tham gia AGO. Nó không đảm bảo Gavi nhất. Bạn nói cơ hội cao hơn bạn sẽ có một vị trí để có được nhiều vé số hơn. Bạn sẽ nhận được như vậy. Vì vậy bạn có thể chỉ cần mua một mã thông báo số lượng thực sự thông minh. Nhưng có lẽ nó có cơ hội thay đổi nhẹ. Tại sao không thử cái này? Tiếp tục chúng ta sẽ có bộ khởi động động cơ. Đèn chơi game blockchain tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái động cơ trong Metaverse. Ngoài các hỗ trợ khởi động Gumbo blockchain, thực thể tiêu cực và hợp đồng nhỏ, các nhà phát triển trò chơi được khen thưởng vì sự sáng tạo của họ dựa trên engine của Si bằng cách bán năng lượng.
Những gì tôi thực sự thích về Engen Citadel là họ có một đội vững chắc. Một số dự án đã hoàn thành, bộ khởi động động cơ gỗ bao gồm xe tăng châu Á, linh hồn gà con tắt đông, ghetto ở khắp mọi nơi, đó là một số trò chơi khá hay và mang với lợi tức đầu tư cao trên mã thông báo. Và hiện tại, họ sẽ học được rất nhiều trò chơi trên nền tảng này, như bạn có thể thấy ngay bây giờ trên trang web này. Tham gia vào Nano trên đó, điều này là nhanh nhẹn, bạn phải hoàn thành quá trình hèn nhát bằng cách và lấy mã thông báo Gishi. Bạn có thể mua mã thông báo này trên 4 nền tảng này, bao gồm bằng gật siêu ấp Uni, siêu ấp em anh 10C và dấu chấm, cầu 1O. Có tới 4 lớp từ sao đến đa vũ trụ, với phân bổ lớn hơn, và sẽ yêu cầu bạn số tiền đặt cực cụ thể AC Gishi. Như bạn có thể thấy trên bảng này. Tiếp theo số 4 là Genshi Tatashi. Nó sẽ có CD pha trên Bắt Đan Machine. Chúng tôi có Genshi Tatashi chủ yếu trên Ethereum. Blockchain là một nền tảng có các nhà phát triển DMB độc lập. Hoàn lại tiền. Dưới dạng mã thông báo hoặc thực thể. Mặc dù nó được phát hành chủ yếu trên mạng Ethereum, bạn thực sự có thể mua chúng trên các sàn giao dịch khác, bao gồm cổng vào A hoặc ngân hàng Ethereum. Nhà đầu tư có thể tham gia giữa AM hoặc NEO, có nghĩa là các mặt hàng NFT bán với giá rẻ nhất. Genshi Tata đã hoàn thành một số dự án, nhưng một số người khác đang tiếp tục hoặc chuẩn bị. Xin lỗi trước khi bán một số NFT đã hoàn thành. Trò chơi là dự án ghế lốp khác nhau. Đánh bại khách sạn Demo di chuyển quái vật. Họ thật khó chịu, những người trong số họ có một mùa thu cao. Khi điều này giống như Purser Get Sick với gần 110. Khi điều này trở lại bởi một đội tinh thần khá vững chắc, cùng với một đối tác tuyệt vời và đáng tin cậy, tôi tin rằng các bạn có thể quét rất nhiều lợi ích từ nền tảng này. Không chỉ như các bạn, như một người chơi có thể kiếm được nhiều tiền xu trò chơi trong nền kinh tế này qua nhiều hoạt động thú vị, bao gồm thử nghiệm beta giới thiệu, xem quảng cáo từ hàng kỹ thuật số, tham gia vào các chương trình thưởng của họ sách, thưởng, viết đánh giá, chia sẻ nội dung. Rất nhiều cách để kiếm tiền và cuối cùng, cái đỏ một của trứng cắt, sức mạnh nền tảng lắm bắt và E5 của Boker Fungi. Ra cây hỗ trợ bầu Hugem, BCC và bầu Lingan. Hiện đang thử nghiệm Baghdad Poolchain, bầu gất, sưởng đúc, Tesino để trở thành lông Vasi đầu tiên trên Baghdad, với các loại xương linh hoạt và điều kiện không dây. Dự án trò chơi trên học viện nền tảng, lựa chọn thông qua kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng với hơn 64 dự án âm thanh, gây quỹ 8 triệu và 100 nghìn đô la và hơn 4.000 lợi tức đầu tư. Nếu bạn là người tham gia âm thanh, thực sự rất lớn phải không? Địa điểm trên sân chơi ngay sau ván 5. Về lợi tức đầu tư, Zerka có mã thông báo tiện ích có ký hiệu bí kết. Chủ sở hữu mã thông báo mà chúng tôi có cơ hội đánh giá dự án chọn tay trước công chúng. Giống như các nền tảng làm bắt khác, bạn sẽ cần mua mã thông báo PKF trên Uniswap và dán chúng để nhận được phân bổ. Khi nó đến ngày âm thanh, bạn có thể đến với nền tảng tóm tắt, yêu cầu và hoán đổi mã thông báo của bạn thực sự dễ dàng. Một số đã dự án đã hoàn thành đã thực hiện trên Zcash với Hugh Otamha là nhà sản xuất lại, kín bắc và xoay vòng. Trong kết luận, tham gia sớm vào các dự án trò chơi tiền điện tử, nó luôn là cách tốt nhất để có được điều tốt nhất. Vị trí cho lợi nhuận của bạn và người yêu này có thể có những nhà đầu tư nhỏ như chúng tôi. Với điều đó, những điều của bạn về nền tảng này là gì? Bạn nghĩ cái nào là đường truyền dài chơi game tốt nhất? Và nền tảng bạn muốn giới thiệu là gì? Bình luận bên dưới để cho chúng tôi biết và chúng ta có thể thảo luận cùng nhau. Đó là phần cuối của video của chúng tôi hôm nay. Nếu bạn thích điều này và thấy điều này thực sự hữu ích, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bắt kịp các tập mới hàng tuần. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.